Biến cố gần đây xảy ra ở tại chùa Kỳ Vang, chúng ta không tìm hiểu về nguồn gốc câu chuyện xảy ra như thế nào. Trước những biến động xảy ra đối với Phật giáo, người Phật tử phải có lòng chua xót, phải có lòng thương xót. Tại sao lại có những biến cố bất an xảy ra đến với các ngài như vậy? Nghe cái người nào đó chưa từng đi chùa nói bà đi chùa làm gì đó, bà đi chùa bà thấy không, bây giờ chùa chiền đem hũ cốt của người ta quăng chỗ này quăng chỗ kia, cái mình nghe vậy mình kêu ồ nó nói có lý quá ha. Chết rồi, đạo đức của người Phật tử, tinh thần của người Phật tử đâu? Thưa cùng với toàn thể đại chúng, chúng ta vui mừng vì thấy tình hình dịch bệnh tại Việt Nam được kiểm soát rất là tốt. Để rồi mọi sinh hoạt của tất cả các tôn giáo nói chung, của Phật giáo nói riêng được hoạt động trở lại bình thường. Phật tử phần đông trong những ngày dịch bệnh thì rất nhớ chùa, vì đâu được về chùa, đâu được tham dự khóa tu đâu. Cho nên cứ lại Phật cầu nguyện cho hết dịch bệnh, cầu nguyện Đức Phật đem cái dịch bệnh đặt để qua một thế giới nào khác, hoặc là xóa tan nó đi, đừng để nó ở đây nữa, để tụi con về chùa tụi con tu. Cho nên lời cầu nguyện đó đôi khi không phải vì sợ chết, mà vì ham tu, vì nhớ chùa, vì nhớ quý thầy, đúng không ạ? Nhưng rồi thật buồn cho tất cả chúng ta, thời gian gần đây có quá nhiều những biến cố xảy ra trong Phật giáo. Cụ thể hơn là những chùa trực thuộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và rồi có một số Phật tử cứ buồn, than, rồi trách: thầy ơi, sao tụi con cảm thấy mệt mỏi, tụi con thấy đau khổ quá, tụi con thấy quải, thấy chán quá. Mất niềm tin mới than thở như vậy. Chứ đâu dám nói rằng thầy ơi, chắc nay con không đi chùa nữa. Nói vậy bị chửi sao? Cho nên nói tụi con thấy nản, tụi con thấy chán quá. Hỏi chán chuyện gì? Nói bây giờ thấy sao cứ chùa này bị thế này, chùa kia bị thế khác hoài. Thưa với đại chúng, nếu như mình không vững niềm tin á, thì có những biến cố xảy ra chúng ta thối thất ngay, chúng ta bỏ đạo ngay. Thế cho nên hôm nay thầy nói với đại chúng để các vị củng cố niềm tin của mình. Điều thứ nhất, các vị phải thấy không phải biến cố thời đại này mới có, mà tất cả các thời đại đi qua, dù lúc thăng hay trầm, lúc vinh hay nhục, thì Phật giáo luôn bị những biến cố xảy ra, hoặc nhiều hoặc ít, mức độ tổn hại của nó nặng hay nhẹ mà thôi, chứ chưa bao giờ ngưng, chưa bao giờ không có những biến cố xuất hiện và tồn tại, luôn có những biến cố. Nên khẳng định với các vị là con thuyền Phật giáo chúng ta luôn gặp những sóng gió. Nhưng chuyện biến cố, sóng gió đâu có quan trọng. Quan trọng không? Quan trọng là chúng ta đối diện với những biến cố đó bằng cái tâm tình như thế nào? Bằng cái tâm tình như thế nào trước những biến cố xảy ra mới là điều quan trọng. Đừng cầu mong cho tất cả mọi biến cố không xuất hiện, mà hãy cầu mong mình vững niềm tin trước mọi biến cố. Bởi điều cầu mong những biến cố không xuất hiện, điều đó là hoài công, là vô vọng. Cầu mong sẽ không được đâu. Nhưng cầu mong để mình vững niềm tin, mình vững chãi, mình đủ nghị lực để vượt qua những biến cố mà không mất niềm tin, đó mới là điều đáng để cầu mong. Cho nên thưa với đại chúng thế này, ở trong kinh Tiểu Bộ có kể là một cái giai thoại. Và một buổi sáng có một vị thầy tỳ kheo đến đảnh lễ và thưa với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên là ái dục, là bị ái dục chi phối. Nghe nói như vậy thì Thế Tôn mới nói: này thầy tỳ kheo,
Thầy chớ có nói như vậy, thầy hãy song sanh lòng tỉnh tính với tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên. Bởi tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên là hai bậc hiền thiện trong tăng đoàn. Đức Phật can gián, nhưng thầy tỳ kheo kia vẫn một mực thưa rằng: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có niềm tin với tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên nên Thế Tôn nói như vậy. Còn riêng đối với con, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là ái dục, bị ái dục chi phối. Đức Phật ba lần can gián, nhưng vị tỳ kheo kia vẫn khư khư, vẫn dùng những lời vu khống hai vị tôn giả. Rồi ông chẳng chịu nghe lời Đức Phật khuyên răn, ông đứng lên đảnh lễ Đức Phật và bỏ đi. Không lâu sau, ông bị những cái mục ung nhọt nổi lên khắp cơ thể, sống đau khổ trong bệnh tật và chết đau khổ trong bệnh tật, rồi bị cái nghiệp xấu ác đó dẫn đi đọa đày trong ác thú. Đây là câu chuyện được kể lại trong kinh Tiểu Bộ. Qua câu chuyện này chúng ta thấy thế này nè, kể cả trong tăng đoàn của Đức Phật, dự trong hàng người xuất gia mà vẫn có những người tín tâm không đủ, thiện tâm không có, vẫn sanh tâm vu khống những bậc thánh tăng. Ta thấy điều thứ nhất là ở đâu cũng có người mang tâm xấu ác. Điều thứ hai là không phải chỉ hạng phàm phu đầy tội lỗi mới bị cử tội, mới bị vu khống, mới bị hạch tội, mà những bậc thánh giải thoát vô tội vẫn bị những kẻ phàm phu mang tâm xấu ác dèm pha, phỉ nhổ, vu khống và hạch tội. Thế cho nên ở đây chúng ta mượn câu chuyện xưa để nói với cuộc sống hiện tại này. Phật tử mình có sống tốt mấy đi chăng nữa, vẫn có kẻ nó chê, vẫn có kẻ nó chửi, vẫn có kẻ nó nói xấu. Tào Tháo ngày xưa là giang hùng, là cái tên ác ôn, giết vua, sống ngôi, xưng hùng xưng bá để thống nhất thiên hạ ấy, vậy mà cũng có hàng vạn người theo để tôn thờ. Lưu Bị ngày xưa là một người đầy nhân nghĩa, một lòng muốn phục hưng nhà Hán, luôn luôn xem trọng hiền tài và đối đãi với mọi người lấy lòng của mình làm con của họ chứ không phải làm cha mẹ của họ. Làm vương nhưng mà xem mọi người là cha mẹ chứ không phải xem mọi người là con. Ấy vậy mà cũng có cả mớ người ghét. Chúng ta ngày nay là những người Phật tử bình thường, sống một đời sống đầy đạo đức, đầy đạo đức và nhân cách của một người Phật tử, y theo lời Phật dạy để sống, vẫn có người chê, vẫn có người chửi đấy thôi. Nhưng rồi đối diện với những người chê, người chửi đó như thế nào, và chúng ta có bị cuốn theo lời chê chửi của họ hay không, là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, mình là người Phật tử có tự đánh mất đạo đức của mình để trở thành những kẻ mang ác tâm để đi vu khống cho người khác không? Vấn đề này tự phải hỏi lại chính bản thân mình nha, phải hỏi cho kỹ. Vị tỳ kheo kia bởi ghen ăn tức ở, bởi có một lý do gì đó không ưa tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên. Để chúng nên nhớ, tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên là hai bậc đệ tử lớn của Đức Phật, được Đức Phật thương yêu, được Đức Phật tôn trọng, được các vị thánh và phàm trong tăng đoàn thời đó rất là cung kính. Chính do quá tốt, chính do quá đức hạnh, chính do quá tuyệt vời, thế cho nên bị người ta sanh tâm ghét, ganh ăn tức hận. Ngày nay cũng vậy đúng không ạ? Ngày nay có người mà giàu hơn mình, đẹp hơn mình, có tốt hơn mình là mình cũng ghét nó nữa.
lạ vậy? Đúng ra người ta hơn mình những cái đó, mình phải vui và mình phải hoan hỷ để mình học theo người ta, coi người ta làm cái gì mà được giàu, coi người ta làm cái hành động gì mà được ca ngợi là người tốt, coi người ta làm cái gì để mà được mọi người khác thương yêu khen ngợi, để mình cố gắng, mình bắt chước, mình học đòi, mình làm theo để mình cũng được tốt như người ta. Cái này không có đâu. Thấy người đó tốt hơn, giỏi hơn, được người khác thương yêu, ghét. Không có một lỗi nào cũng lôi để tìm, bươi móc ra để mà nói. Có không? Dám nói không? Sao không được? Trong tăng đoàn ngày xưa còn có, người xuất gia ngày xưa còn có như vậy, cứu hồn chi chúng ta ngày nay? Gần Phật đấy chứ, sanh ra trong thời Đức Phật, được thọ giáo của Đức Phật đấy chứ, mà vẫn còn như thế. Cứu hồn chi chúng ta ngày nay cách Phật quá xa. Thế giới vật chất này càng ngày càng lên ngôi, chúng ta tôn thờ chủ nghĩa vật chất thì làm sao mà tránh khỏi những chuyện đó. Nhưng trong trăm người, ngàn người vướng phải cái bệnh đó thì người Phật tử của chúng ta phải cố gắng uống thuốc của Đức Phật để chữa lành cái căn bệnh này. Không khác đi được. Mình không thể nói rằng xã hội như vậy, con người như vậy, hoàn cảnh như vậy và tôi cũng phải như vậy. Không. Xã hội như vậy, hoàn cảnh như vậy, con người như vậy và tôi nhất định sẽ khác như vậy. Tôi là đệ tử Phật, tôi không theo số đông. Nếu như số đông sai, tôi tôn thờ chủ nghĩa của đạo đức, tôi tôn thờ nhân nghĩa, tôi tôn thờ một đời sống lành thiện, chứ tôi không tôn thờ chủ nghĩa vật chất, tôi không tôn thờ thói hư tật xấu. Phật tử phải khẳng định được điều này, phải khẳng định sẽ được. Đức Phật đã ba lần can gián, đây là hình ảnh, là tâm từ của một vị đạo sư khi thấy người học trò của mình sai phạm, thấy người học trò của mình mang tâm không tốt đối với những bậc trưởng huynh, thế cho nên Đức Phật can gián ba lần. Nhưng rồi thầy Tỳ kheo kia vẫn khư khư không nghe. Chúng ta ngày nay cũng vậy, bản thân mình nếu như có những điều sai phạm, được thầy, được bạn hữu cùng tu, được anh chị em huynh đệ nhắc nhở, mình phải thức tỉnh ngay. Nhắc lần thứ nhất, giá như cái đầu mình nó không được mềm mà nó phạm tiếp lần thứ hai về cái tội lỗi đó thì cũng phải làm cho nó mềm thức tỉnh. Vì trong luật nếu như can gián ba lần mà người đó không nghe thì người can gián hết bổn phận. Còn như mình biết người đó sai mà mình không can gián, mình không ngăn chặn, mình không khuyên bảo họ, mình có tội cùng theo họ nha. Có tội cùng với họ đó. Vì mình thấy cái sai mà mình không giúp đỡ người ta nhìn nhận ra nó. Cho nên thế giới của loài người đôi khi có sự đau khổ không phải là do những kẻ thiếu hiểu biết gây ra, mà do những người có hiểu biết nhưng không can gián những người thiếu hiểu biết. Cho nên bản thân mình có sai phải nhìn nhận cái sai đó, được người khác nhắc nhở là phải cảm ơn, phải mang ơn người ta. Còn nếu như xung quanh mình thấy có người nào đó sống sai, sống trái với lời Phật dạy, sống lỗi với đạo đức, nhân nghĩa làm người, khuyên bảo họ, can gián họ, can gián họ, khuyên bảo họ bằng tình thương của một người Phật tử, chứ không phải can gián họ bằng sự ghét bỏ vì mày sống quá xấu quá ác cho nên chửi mày cho hạ giọng. Không phải như vậy. Thấy người ta sai phải động lòng thương, chứ không phải thấy người ta sai cái ghét. Mà có một điều thế này, mình mà thấy cái người mình thương á mà làm sai thì mình cảm thấy đau khổ lắm, mình muốn giúp đỡ họ, mình tìm mọi cách để mình giúp. Chẳng hạn như con mình nó sống sai, mình khuyên bảo nó, mình khuyên không được, mình đến chùa mình nhờ quý thầy khuyên không được, mình lại đi nhờ người nào đó có khả năng để khuyên, vân vân và vân vân, vì đó là người mình thương. Còn giá như người mình ghét thì sao? Giá như người mình ghét mà nó sống sai, mình kêu rồi mày cứ sống sai đi con, rồi mày chịu hậu quả cho đáng cái đời của mày hả? Đâu có được. Là người Phật tử thì đừng có như vậy nha. Là người Phật tử, người thân hay không thân, người thương hay không thương, thì họ sai mình phải động lòng thương họ, tìm cách để khuyên bảo giúp đỡ họ. Nhớ như vậy. Rồi chúng ta tìm về phần cuối của câu chuyện. Vị tỳ kheo kia không nghe lời Đức Phật can gián, thế cho nên vẫn ôm lòng sân hận và
vẫn giữ cái tâm vu khống hai vị trưởng lão lớn. Thế cho nên chẳng bao lâu sau nghiệp nó nổ ra, người của ông toàn thân nổi đầy những cái mụn nhọt. Bây giờ mình gọi là bệnh ung thư đó. Bây giờ là ung thư đó. Sống với căn bệnh ung thư hoàn thành đau khổ rồi chết vì bệnh ung thư. Và khi chết đi đâu phải hết, bị đọ vào trong ác thú. Ý thức liền. Nếu như mình vu khống cho một người nào đó, mình sẽ chịu cái quả báo ngay. Bây giờ mình ngồi đây để nói xấu, để vu khống một người, cũng cùng trong lúc này ở một nơi khác, vị trí khác, cũng có người ngồi nói xấu vu khống ta. Các vị phải tin điều đó. Đây là câu nói được lặp lại nha. Mình ngồi đây để chê, để chửi một người, thì đồng trong lúc này nơi khác có người cũng ngồi chê chửi ta. Ta ngồi đây để ca ngợi một người, để tán dương một người, để thương yêu một người, cũng đồng trong thời điểm này nơi khác có người thương yêu ta. Vậy thì thưa với đại chúng, đại chúng nên để cho nhiều người chê chửi mình, sỉ vả mình, hay mình để cho nhiều người thương yêu mình? Muốn cái nào? Muốn thương yêu thì đừng có đi vu khống, đừng có chê, đừng có nói xấu ông này bà kia nữa, được không? Tốt quá. Bữa nay nghe nhiêu đó thôi, về thực hành là được rồi. Mai mốt mà giá như chuẩn bị mà nói xấu bà nào cái nhớ, hôm bữa ông thầy Minh Thiền cũng nói rồi, mình ngồi đây mình nói xấu là ở nơi khác có người nói xấu mình. Mình nói xấu nó càng nặng thì bên kia nó chửi mình càng ghê. Cho nên nhớ không nói xấu, nhất định giữ cái miệng không nói xấu, không vu khống ai hết nha. Thưa với đại chúng, con người sở dĩ được người ta thương là bởi cách hành động, cách hành xử. Nhưng quan trọng hơn hết, để đầu tiên cho người ta cái ấn tượng đó là lời ăn tiếng nói. Lời ăn tiếng nói nó quan trọng lắm. Mình phải tin chắc một điều, cái nghiệp của miệng nó đem cái quả đến với thân, cũng từ nơi cái miệng, nhưng nó làm cho cuộc đời nở trăm hoa, làm cho phước đức công đức đến với mình. Tin điều đó, tin điều đó. Vị tỳ kheo kia bởi mang tội vu khống bậc thánh mà bị kết cuộc đọa đài đau khổ. Phật tử không khéo nói rằng con nói xấu, con vu khống bậc thánh thì con mới bị đọa, con mới bị nghiệp báo. Còn bây giờ con vu khống, con nói xấu người phàm, con có bị nghiệp không? Bị chứ. Bị à. Nói cho nghe cái này, đôi khi mình vu khống người phàm, cái tội nó còn nặng hơn vu khống bậc thánh. Tại sao? Vì bậc thánh các ngài bình lặng trước khen chê. Mình có khen các ngài vẫn thanh tịnh. Mình có chê các ngài, có chửi các ngài vẫn thanh tịnh. Không vì lời khen chê mà sân tâm động loạn. Nhưng người phàm thì khác à. Người phàm họ làm được một điều gì đó tốt, mình đến mình khen họ, lòng họ vui, bắt đầu họ phấn khởi, họ làm thêm nhiều việc tốt nữa, cũng nhờ lời khen. Nhưng rồi họ làm cái điều đó tốt mà mình đến mình chê, mình nói làm điều này là không nên, không phải. Họ thối tâm, họ không làm điều tốt, họ trở lại họ sống thành một đời sống tiêu cực. Vô tình cái lời nói của mình tạo tội, dẫn người đó vào trong cái nghiệp bất thiện. Tội của họ được khởi nguồn từ nơi mình. Tội họ 10, tội mình 100. Đồng ý không? Cho nên khen chê với bậc thánh tội ít, nhưng khen chê người phàm chúng ta tội nó nhiều á. Tội nó nhiều lắm. Ở đây mình đang nói chê nha, nhưng mà mình mượn cái từ khen chê để nói cho nó đi thành một cụm thôi. Người khác vì lời nói của mình mà đánh mất đi thiện tâm, bởi do mình không khéo ăn khéo nói. Và cái hậu quả này nó đến với mình là nhiều kiếp đi qua, mình sẽ nói ngọng, mình sẽ nói liệu, mình sẽ bị sức môi, mình sẽ bị câm. Nói thật đó, không phải là đang hù dọa nhau đâu, nhưng đó là tinh thần của nhân quả, để chúng ta thấy, để chúng ta ý thức.
Và rồi thưa đại chúng, biến cố gần đây xảy ra ở tại chùa Kỳ Vang, chúng ta không tìm hiểu về nguồn gốc câu chuyện xảy ra như thế nào. Nhưng ở đây Minh Thiền nói tâm tình với những người Phật tử. Còn những người không phải là Phật tử, những người ở bên ngoài, Minh Thiền không dám bàn đến. Ở đây nói chuyện với những người con Phật. Trước những biến động xảy ra đối với Phật giáo, người Phật tử phải có lòng chua xót, phải có lòng chua xót. Nhớ chua xót chứ không phải là thối tâm. Mình cảm thấy thương cho chùa, mình cảm thấy thương cho vị thầy ở nơi đó. Tại sao lại có những biến cố bất an xảy ra đến với các ngài như vậy? Mình thương nha, chứ mình đừng có chạy theo người ta để rồi đào bới mọi thứ lên. Nếu là Phật tử, Phật tử không thương, không bảo vệ chùa, không thương, không bảo vệ quý thầy, quý sư cô, thì ai sẽ là người thương quý thầy, quý sư cô và bảo vệ chùa chiền? Nếu Phật tử là người không làm điều đó, ai là người mà người làm? Người ở bên ngoài chứ à? Người không biết gì đạo Phật à? Hay là những người không có cùng tôn giáo? Cho nên Phật tử phải là người đầu tiên thương và bảo vệ. Trước khi pháp lực thương và bảo vệ, trước khi những người bằng hữu bên ngoài thương và bảo vệ, trước khi những người bạn không cùng tôn giáo thương và bảo vệ, thì đầu tiên và trước hết là Phật tử phải thương và bảo vệ. Nếu như các vị thấy mình chưa làm điều đó, phải hỏi lại lòng mình là Phật tử chưa? Là Phật tử thì phải thương và bảo vệ quý thầy, bảo vệ chùa chiền, bảo vệ Phật pháp chứ. Nghe cái người nào đó chưa từng đi chùa nói bà đi chùa làm gì đó, bà đi chùa bà thấy không? Bây giờ chùa chiền đem hũ cốt của người ta quăng chỗ này quăng chỗ kia, cái mình nghe vậy mình kêu, ồ nó nói có lý quá ha. Chết rồi, đạo đức của người Phật tử, tinh thần của người Phật tử đâu? Lúc đó phải đem ra nói, anh với chị, mọi thứ từ từ hãy phán đoán, mọi thứ hãy để cho giáo hội làm việc, để cho nhà nước giải quyết. Mình cứ bình lặng cuộc sống của mình đi, chuyện đó nó không ảnh hưởng gì đến anh đến chị đâu. Anh chị cứ sống tốt, anh chị ráng làm người cha mẫu mực, làm người mẹ thương yêu con cái đi, ở nhà ráng mà lo cho gia đình đi, đừng quan tâm chi. Đó là tinh thần của người Phật tử. Chứ còn mình nghe người ta nói mình kiểu, đúng ha, tôi sao tôi đi Phật tử đi chùa mà tôi nghe vậy tôi cũng nản quá. Chết rồi, không được. Không được. Rồi bây giờ thưa với đại chúng, những chuyện nó xảy ra trước mắt, chúng ta nghĩ rằng trắng là trắng, đen là đen, đúng không? Nhưng chưa chắc. Có khi thấy trắng nhưng phía sau nó là đen, có khi thấy đen nhưng ẩn mình trong đó là trắng. Trắng đen lẫn lộn thì sao? Mình chưa gì hết, mình nghe cái thông tin là mình vội vã, mình khẳng định, mình lao theo, vu khống, mình đè đầu cởi cổ, mình bắt nạt, mình chèn ép để cho người khác nghẹt thở. Bây giờ có rất nhiều những thông tin, lúc mà mới xảy ra sự việc, rất nhiều những thông tin trái chiều. Hạch tội chùa Kỳ Quang, hạch tội Hòa Thượng Điện Chiếu, thấy mà thương. Tự nhiên mình ngồi mình thấy thương, cái mình nghĩ, ủa, ngài tu cả đời, ngài làm biết bao nhiêu là việc cho cuộc đời này, ngài nuôi mấy trăm trẻ em nó không có cha mẹ hoặc bị cha mẹ bỏ rơi, mấy trăm đứa bị bại não nằm một chỗ không ai quan tâm, đem đến chùa ngài giang tay, ngài quan tâm, ngài đón nhận hết, ngài nuôi hết, ngài nuôi cả những người nhà già neo đơn không con không cháu, và những người già mà có con cháu nó không nuôi, ngài cũng giang tay đón nhận, ngài làm từ thiện hết tỉnh này tới tỉnh kia. Vậy công đức bao nhiêu năm ngài cống hiến, ngài phụng sự cho đạo cho đời bỏ đi đâu? Vì cái chuyện chưa có biết đúng hay sai, chúng ta nhào vô chúng ta chê chửi những người thiện tâm. Minh Thiền nói ở đây nha,
không phải là vì Hòa Thượng Thiện Chiếu là một bậc giáo phẩm, một bậc trưởng lão lớn của giáo hội mà mình khen. Nếu như có một trường hợp mà có một nhà hảo tâm, không phải là một vị Hòa Thượng, không phải là một người Phật tử, hoặc họ không có tôn giáo, hoặc là họ theo tôn giáo khác, mà họ có lòng hảo tâm, họ vì cuộc đời, họ vì những đứa trẻ mồ côi, họ vì những người già neo đơn, họ vì những hoàn cảnh cơ nhỡ, rồi họ bị những cái trường hợp như thế, người Phật tử chúng ta cũng phải bảo vệ. Đó là những con người họ sống vì con người, sống vì cuộc đời, cái tình của họ lớn lắm. Đó là trái tim của những bậc Bồ Tát, đó là hóa thân của những vị Bồ Tát vào cuộc đời. Mình không bảo vệ, mình chê, mình chửi, vậy chứ bao nhiêu công sức người ta đóng góp cho cuộc đời bỏ đi đâu? Mình đổ sông đổ biển nè. Ông thầy già 80 tuổi, ông dạy mấy đứa học trò dưới này, ông lên trên bảng ông làm toán, ông giải đáp án của 20 bài toán, trong đó ông giải đúng 19 bài, còn một bài do mắt kém hay sao đó ông giải sai. Mấy đứa học trò dưới này nó vỗ tay, nó cười. Nó cười không phải nó tôn vinh ông giải đúng 19 bài, mà nó cười. Nó cười, nó phỉ nhổ thầy giải sai một bài. Bởi vì 19 bài kia nó không quan tâm, nó chỉ nhìn vào một cái bài sai. Ông thầy ông nhìn lên bảng, ông ngó lại, ông thấy ông sai, ông đi lại, ông sửa lại cho đúng. Cái tụi nó ở dưới hết cười. Như vậy gì? Tại sao mình không thấy rằng thầy lớn tuổi 20 bài toán mà thầy giải được 19 bài, mình không tôn vinh cái phần U là 19 bài đúng, mà mình cứ nhìn mãi vào một bài bị sai. Trời ơi, tâm lý thường của chúng ta là như thế. Để rồi chúng ta đạp đổ đi tất cả những thành quả, tất cả những điều tốt mà người khác làm cho cuộc đời, cho xã hội này, chỉ vì một chút lỗi lầm, hoặc đã được phân tỏ, hoặc chưa được phân tỏ, còn đang chờ coi nó đúng hay sai. Chúng ta cứ nhìn vào cái sai đó, để rồi chúng ta mạ lị, chúng ta vu khống, chúng ta chửi bới. Như vậy chính bản thân của những người vu khống chửi bới một cách vô tội vạ mà không phân biệt đúng sai đó, những người đó là những người vô đạo đức. Vô đạo đức mới làm như vậy, có đạo đức không làm như thế. Nói cái này đụng chạm, nhưng phải nói. Minh Thiền lặp lại, dù một người không phải trong đạo Phật, dù một người không phải là Phật tử, một người ngoài tôn giáo, mà họ có tấm lòng với cuộc đời này, vì con người họ phụng sự, chúng ta phải bảo vệ những người đó, chúng ta phải tán dương, phải ca ngợi những người đó. Trong cuộc sống này ai không làm lỗi, ai không sai, trừ những bậc thánh thôi, còn tất cả những người phàm đều có làm lỗi, đều có sai hết. Vậy sao mình có thể tha thứ cho những lầm lỗi của bản thân mình? Mình có thể rất dễ dàng bỏ qua cho những lầm lỗi của bản thân mình mà mình không tha thứ được cho những lầm lỗi của người khác. Mình không dễ dàng bỏ qua cho lầm lỗi của người khác. Nên ở đây nói với đại chúng thế này nè. Lấy cái tâm tha thứ lỗi lầm cho chính bản thân mình khi mình sai phạm đó, đem cái tâm đó để tha thứ lỗi lầm cho người khác. Lấy cái tâm mà khó khăn với người đó, khi người sai phạm, hãy đem cái tâm đó để khó khăn với chính bản thân mình, khó khăn với mình để mình không phạm phải lỗi lầm. Mình tha thứ cho người để thể hiện cái tình bao dung. Nên nhớ ở đây nói là bao dung chứ không phải là bao che. Bao dung nó khác bao che. Một người mẹ thương con, lấy tình thương của tình mẫu tử thì phải răn dạy khi con nó sai, phải tìm cách cho nó khắc phục được cái lỗi lầm của nó. Đó là cái tình thiêng liêng của người mẹ. Nếu mà một người mẹ thấy con sai mà thôi kệ nó đi đó, đó cũng là động cơ của tình thương. Nhưng mà tình thương này là tình thương bao che, tình thương thiếu sự hiểu biết, sẽ dẫn đến làm cho đứa con đó nó càng lún sâu vào cái sai lầm. Thưa với đại chúng thế này, hình ảnh của vị thầy giáo lên bảng làm 20 bài được 19 bài, sai một bài, đó là hình ảnh tuyệt vời nếu như chúng ta so với đời sống của chính mình.
trong chuyện đối nhân xử thế, trong chuyện tiếp xúc với công việc làm ăn của mình, mình coi lại mình đúng được bao nhiêu và mình sai bao nhiêu. Có khi mình sống lỗi, sống sai với con người nhiều hơn là sống đúng với con người. Nói thật đấy. Vậy sao lúc đó mình không khó khăn, mình không hạch sách mình không sỉ vả mình đi, mà người khác làm cái là mình sỉ vả, mình hạch sách, mình khó khăn với người khác? Không được, không được. Thấy cái này là không được. Cho nên Phật tử của mình không được mang cái tâm này để sống giữa cuộc đời, mà phải lấy lòng bao dung trước những sai phạm lỗi lầm của người khác. Bao dung chứ không phải là bao che. Chúng ta không phải là thờ ơ trước những sai phạm của người khác, mà chúng ta lấy lòng bao dung là để tìm đến với họ, gần gũi bên cạnh họ, động viên sách tấn họ, cố gắng họ đừng có phạm phải những lỗi lầm này. Thưa là làm được không? Được. Nhất định phải làm được. Nó khó cũng phải làm cho bằng được. Có một ngoài chú tiểu được ông sư phụ giao cho cái việc là: con hãy xây một bức tường và hãy vẽ lên đó những bông hoa sen, để cho Phật tử về chùa có thể đến đó nhìn ngắm cho tâm hồn nó lắng dịu, vân vân và vân vân. Chú tiểu đó vâng lời thầy dạy, chuẩn bị gạch, xi măng, cát, trộn và công việc xây bắt đầu. Trong lúc xây dựng thì chú để tâm của mình lơ là, nên đặt một viên gạch bị lọt, nó bị nhô ra hơn tất cả những viên gạch khác. Và rồi bức tường được xây dựng lên cũng được vẽ, nhưng nhìn tổng thể thì bức tường rất đẹp, hoa sen rất tuyệt vời. Nhưng nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy một viên gạch nó lồi ra, nó làm cho cái mặt tường không được bằng phẳng. Chú tiểu thấy như vậy thì ông hối hận. Ông nói ước gì lúc đó mình mà đặt viên gạch này nó thuộc vào một chút, bằng những viên gạch khác thì bức tường rất tuyệt vời. Chỉ có một viên gạch này thôi mà làm cho bức tường nó phải mất đi vẻ đẹp của nó vốn có. Ông buồn, ngày nào ông cũng rủ rượi. Ông sư phụ thấy như vậy hỏi: ủa con, sao thầy thấy con lúc nào cũng âu sầu vậy? Thì chú tiểu mới thưa thiệt: dạ thưa thầy, lúc con xây cái bức tường thầy dạy đó, con cũng cố gắng tập trung lắm, nhưng trong phút giây con để cho tâm mình lơ đỏn, đặt một viên gạch sai, cho nên bây giờ con cảm thấy hối hận với điều đó. Lúc đó thầy ông nói sao các vị biết không? Con nghĩ mình có nên đập đổ bức tường này để xây bức tường khác không? Ông tiểu im lặng không trả lời. Ông thầy nói: thầy nghĩ phương án đó nó chỉ hoang phí mà thôi. Thay vì con tập trung nhìn vào cái viên gạch bị lỗi kia, thì con hãy đứng xa ra một chút để nhìn tổng thể, thấy bức tường rất đẹp, thấy hoa sen rất đẹp. Lúc đó con sẽ không còn cái tâm u sầu bởi viên gạch đó nữa. Hãy nhìn vào cái rộng hơn, to hơn, đừng chăm chút vào cái lỗi. Chú tiểu nghe như vậy thì tự nhiên bừng tỉnh, khai ngộ, vui tươi liền. Thì hôm nay Minh Thiền nói với đại chúng thế này: hãy nhìn vào những điều tốt đẹp mà người khác cống hiến dành cho người, cho xã hội này. Đừng nhìn vào khuyết điểm của họ. Mình nhìn vào khuyết điểm của họ không giúp ích gì được cho mình, mà cũng không tốt gì cho họ, chỉ làm cho mình thêm những tâm sân hận, bất an, buồn bực mà thôi. Nên nhìn vào những cái tốt của họ để lòng mình cởi mở hơn. Mình nhìn vào những cái tốt của họ để mình có những lời nói tán dương, khích lệ đúng mức, đúng thời điểm, đúng nơi, đúng cách, để làm cho họ có thể phát huy được tinh thần phụng sự cho đạo, cho đời, cho con người nhiều hơn. Đó là tinh thần nhìn đúng cách của người Phật tử.
được không? Đừng nhìn khuyết điểm của người ta nha, hãy tập nhìn vào ưu điểm, tập nhìn vào những điều tốt đẹp người ta làm. Cái ông nhà bên cạnh, ông nhà bên cạnh, ông làm rất nhiều việc tốt, nhưng mỗi cái tội là ông hay lớn tiếng. Rồi mình cứ nhìn vào cái lớn tiếng đó để mình quên mất rằng có những điều tốt ông làm. Mình cứ chê ông này quá xấu, ông này sống không tốt, lúc nào nói chuyện với người nhà, nói chuyện với người hàng xóm cũng nói lớn tiếng như chửi người ta. Như vậy thì nhìn như vậy là nhìn để đem đến phiền não, đem đến bất an. Chỉ bằng đừng bao giờ nhìn đến cái chỗ lớn tiếng ổng, mà hãy nhìn những điều tốt mà hàng ngày ổng làm cho mọi người. Chúng ta sẽ cảm thấy thương, cảm thấy vui khi gặp. Đơn giản vậy thôi. Trong công việc, trong cuộc sống, khéo léo để ánh nhìn của mình đúng chỗ, đời sống nhẹ nhàng, giá trị của mình càng ngày càng lên cao. Đặt nó không đúng chỗ thì không được. Mà khổ một nỗi có cái thế này, những điều tốt nó sờ sờ ra đó, chúng ta không quan tâm, không bao giờ khen được tiếng. Cái xấu người ta giấu đi, người ta bỏ trong túi, người ta bỏ trong quần, cũng dạch môi ra cho được. Nó đúng quá hả? Đúng quá, cười. Ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy thế này. Đức Phật dạy là đừng nhìn vào lầm lỗi của người khác, mà hãy nhìn trở lại chính mình để thấy mình đã làm được gì và chưa làm được gì. Đức Phật dạy. Đức Phật Ngài hay quá. Ngài cách chúng ta hơn 2.500 năm, nhưng Ngài biết là hơn 2.500 năm về sau sẽ có những người học trò, sẽ có những người Phật tử, đệ tử của ta, họ chuyên nhìn lỗi lầm của người khác mà không nhìn lại chính mình. Cho nên Ngài mới dạy: tụi con à, tụi con nhớ tụi con là thiện nam, tụi con là tín nữ, tụi con hãy nhìn lại lỗi lầm của tụi con đi. Đừng nhìn lỗi lầm của người nữa. Tụi con nhìn lỗi lầm của người, tụi con sẽ bất an, tụi con sẽ phiền não, tụi con sẽ đau khổ. Tụi con nhìn lại bản thân tụi con, tụi con thấy là những điều tốt nào tụi con đã làm được, những điều xấu nào tụi con chưa bỏ được, tụi con hãy cố gắng làm cho điều tốt đó nó được thoát khỏi, nó được làm và nó được lớn hơn. Những điều xấu tụi con nhìn lại, tụi con hãy biết, nhìn nhận, biết đó là sai lầm, tụi con chừa bỏ đi. Đức Phật dạy Phật tử minh thiền lặp lại đấy. Bây giờ mình là con Phật mà mình không nghe lời của sư phụ mình đâu có được. Nhưng mà mình thấy cái thế này nha, cái gì mà Đức Phật răng, Đức Phật cấm là mình thích làm. Cái mà Phật dạy tốt thì mình lười làm lắm, mình không siêng năng để làm. Nhưng mà cái mà Phật răng, Phật cấm là mình bươn hàng rào để mình làm. Làm không được cũng phải quyết định làm cho bằng được. Cho nên ở trong kinh mới nói đời sau này con người chúng ta rất là can cường, ít tuân thủ điều thiện, nhưng mà lại thích phục tùng cái điều ác. Điều thiện thì chúng ta tạo nó mỏng manh như xương như khối, nó nhỏ bằng hạt cát, nó chỉ bằng sợi lông. Nhưng tội ác thì chúng ta tạo là bao la, kỳ cục quá. Cho nên càng đọc vô kinh Phật mình càng thấy Đức Phật thật tuyệt vời. Ngài tuyệt vời lắm. Cái nhìn của Ngài cách đây hơn 2.500 năm, nhưng nó sẽ ứng dụng được cho thời đại của chúng ta. Và 25.000 năm sau hay là 200.000 năm sau, lời dạy đó vẫn còn nguyên giá trị. Nó chỉ có tuyệt vời hơn chứ không bao giờ lui sụp cái giá trị của nó. Hay quá, đọc của mình thấy tuyệt vời. Đức Phật tuyệt vời quá. Phật hay làm sao đâu á. Thời của Đức Phật, Đức Phật chỉ ôm bình bát đi sinh thôi. Đức Phật rất ít tiếp xúc với Phật tử. Vậy mà Đức Phật biết Phật tử tối ngày ăn rồi cứ đi bươi móc lỗi lầm của người khác để nhìn. Không bao giờ chịu nhìn lỗi lầm của mình. Tuyệt vời. Cho nên mình giấu người được nha, mình giấu người được, nhưng không giấu Phật được đâu. Không giấu Phật được.
Từ bài kinh này, Minh Thiền muốn đại chúng chúng ta nhớ lời Phật. Nhớ lời Phật, Minh Thiền lặp lại để đại chúng nhớ. Phật dạy, đừng nhìn vào lỗi lầm của người khác, mà hãy nhìn lại chính mình, coi mình đã làm được gì và chưa làm được gì. Trong một gia đình, nếu như người chồng cứ đổ lỗi cho vợ, vợ cứ đổ lỗi cho chồng bởi những điều sai sót xảy ra, con cứ đổ lỗi cho cha mẹ cứ đổ lỗi cho con bởi những điều không tốt xảy ra, gia đình đó đổ vỡ ngay. Đảm bảo với đại chúng, gia đình đó ngày hôm nay chén bay, dĩa bay, thì ngày mai ly tách bay, ngày mốt là quần áo bay, rồi tivi, tủ lạnh bay hết. Đúng ra những cái đó là mình để nó ở trên sóng, mình để nó ở trong nhà, mình để nó trong tủ, nhưng mà nó bay ra được hết. Nó bay bởi vì ai cũng dành phần đúng về cho mình và đổ cái lỗi lầm cho đối phương, cho người khác. Ở một công ty, ở trong một ban quản lý, một ban lãnh đạo mà không ngồi lại nhìn nhận những khuyết điểm mà đang có mặt, đang tồn tại tại công ty, mà chỉ ngồi đó để đổ thừa và đổ lỗi, thưa với các vị, không phát triển được. Nội bộ lục đục lũng củng làm sao phát triển? Chỉ có khi tất cả chúng ta ngồi lại hòa hợp với nhau, tìm ra được khuyết điểm nó đến từ đâu, sự chậm chạp phát triển nó đến từ đâu, lúc đó đồng lòng nhau tìm ra những cái phương án, những kế sách, thì chúng ta mới phát triển. Như vậy đủ để thấy là ngoài xã hội hay trong gia đình, nếu như chúng ta biết bình lặng để ngồi yên nhìn nhận phần lỗi về bản thân mình, có lỗi thì nhận lỗi, không có lỗi thì mình biết là mình không sai phạm điều đó. Nhưng nhớ, đừng đổ lỗi và đừng gán ghép tội lỗi cho bất kỳ ai. Ở trong công ty là những người bạn cùng làm việc, ở cơ quan là những người bạn cùng làm việc. Nếu như chúng ta làm mất lòng một người, hai người thì năng suất làm việc của chúng ta giảm đi. Chúng ta làm mất lòng nhiều người thì cái công ty đó đứng trước bờ cổng, cơ quan đó sẽ không giải quyết được việc gì hết, mọi thứ sẽ tồn tại và triệt tệ. Còn ở trong gia đình, nếu như chúng ta biết nhìn nhận phần lỗi về bản thân mình có hoặc không, để rồi tìm ra những cái kế sách tốt nhất, đời thì hạnh phúc của gia đình được xây dựng một cách rất vững vàng. Ở gia đình, ai là những người đang sống với chúng ta đây? Cha mẹ chúng ta, vợ chồng ta, hoặc con hoặc cháu chúng ta. Ta đổ lỗi cho họ là đổ lỗi cho ai? Con mình sai, mình đổ lỗi hoàn toàn cho nó, mình không có lỗi à? Chính cái sai của nó là do mình không dạy bảo đường hoàng cặn kẽ nó mới sai. Vậy mình có lỗi không? Có lỗi. Chồng mình mà ổng sai, mình là vợ, mình có lỗi không? Có lỗi. Có lỗi là không chịu dạy chồng. Xưa nay mình cứ nghĩ mình về mình làm vợ là chồng dạy mình thôi. Đâu có. Vợ chồng là một nửa của nhau, thì hai thể này được bình quyền, bình đẳng như nhau. Vợ sai thì chồng nhẹ nhàng dạy bảo, mà chồng sai thì vợ cũng dạy bảo. Chứ đừng nghĩ rằng chỉ có chồng dạy vợ, chứ làm gì có vợ dạy chồng. Không, mình thấy có nhiều bà dạy chồng tốt lắm. Dạy chồng đi chùa là báo cáo đi chùa, đi gặp bạn bè là báo cáo đi gặp bạn bè, tiền làm bao nhiêu về đưa vợ hết, vợ cho bao nhiêu thì xài bấy nhiêu, lâu lâu lén giấu một tí thôi. Anh thưa nói vui vậy chứ, để trở lại chúng ta thấy thế này. Cuộc sống ai cũng có lỗi lầm, mình phải coi bản thân mình trước, coi bản thân mình trước và lấy lòng bao dung với mọi người, chứ đừng bao che. Đó là điều Minh Thiền muốn nói về đại chúng. Điều thứ hai, tất cả mọi thứ khoan hãy vội vàng đi đến những nhận định
mà hãy để thời gian. Thời gian là thước đo, thời gian là quan tòa phán xét rất công bằng cho những việc chúng ta làm. Có những chuyện thời điểm này chúng ta thấy là sai, nhưng rồi theo thời gian chúng ta mới dần nhận ra, à, nó hoàn toàn đúng. Mà cái sai đó là bởi do lòng người có hỷ nộ ái ố cho nên mới có chuyện sai. Bạn hỏi dèm pha, bây giờ mình một mình làm đúng đi, mà mình sống với 9 người mà trong đó 8 người ghét mình, nó chê mình, nó chửi mình, nó nói mình làm sai, thì tự nhiên cái việc đúng của mình cũng thành sai. Như vậy thì cái sai đó không phải do mình mà do lòng người, do tình cảm của con người dành cho con người không có, chỉ dành cho nhau sự ghét bỏ thôi. Có những chuyện mình những tưởng như bây giờ là đúng, nhưng theo thời gian mình mới phát hiện nó sai. Cho nên đôi khi có những cái dự án đó, có những dự án cách đây 10 năm, 20 năm, bây giờ người ta mới biết nó sai phạm. Cho nên thời gian là thước đo, thời gian là một vị quan tòa rất công bằng. Nên chúng ta không cần phải làm quan tòa, thưa các vị. Các vị nên nhớ, chúng ta không cần làm quan tòa. Mọi chuyện để đó có nhân quả phân xử, mọi chuyện để đó có cơ quan các cấp chịu trách nhiệm phân xử. Chúng ta chỉ làm sao lo phần của mình, sống tốt phần của mình, lo cho gia đình mình và cống hiến cho xã hội này được bao nhiêu thì cố gắng làm. Đừng làm quan tòa phân xử. Nhớ những nhau. Mình kể cái chuyện chèn áp nhau, chèn ép nhau mà sống để đại chúng thấy. Nó là chuyện của loài vật, nhưng mà mình coi rồi mình nhìn lại coi, nó con người của mình có phần nào giống không biết. Trong một lần di chuyển từ Bắc Ấn Độ Dương về Nam Ấn Độ Dương để tìm thức ăn, thì cá voi mẹ và cá voi con phải bơi qua nhiều ngàn cây số. Bởi vì khi thời tiết theo mùa nó thay đổi, có khi thì vùng biển Bắc có thức ăn, nhưng có khi thì vùng biển Nam mới có thức ăn. Thế cho nên phải di chuyển từ Bắc về Nam qua nhiều ngàn cây số. Đi giữa đường thì gặp một đàn cá voi ở địa phương đó, ở ngay khu vực đó. Bắt đầu nó họp phe lại, nó thấy hai mẹ con cá voi này chỉ có 2 đứa thôi, còn nó tới 10 mấy đứa nữa. Nó sống bầy đàn mà. Nó họp phe lại, nó thảo luận cuộc họp với nhau. Nó nói là con cá voi mẹ lớn lắm, già rồi, thịt không dai, ăn không ngon. Nhưng con vác cá voi con là còn nhỏ, sức bơi bây giờ nó cũng mệt mỏi rồi, thịt nó ngon, cho nên tìm cách tách ly mẹ con nó ra, giết con. Đúng y như vậy, mình không biết nó thảo luận có phải vậy không, nhưng mà mình nghĩ nó như vậy. Thì con người mình vậy mà, mình lấy lòng con người mình nói chuyện. Thôi cái này mình thấy ông ta chửi chết. Nhưng thôi mình nói, ai muốn chửi thì chửi. Mình muốn gửi cái ý đến đại chúng thôi. Thì á, lúc đó viên một đàn cá voi 10 con, nó nhào vô, nó dùng cách nó tấn công con mẹ và dùng cách tấn công con. Nó chia thành 5 năm. 5 con thì áp đảo con mẹ, 5 con áp đảo con cho ra xa. Cái con cá voi con, thưa các vị, khi nó ở dưới biển lâu quá, nó thiếu oxy á, thì nó phải trồi lên nó thở rồi mới lặn xuống. Nhưng mà mấy anh cá voi này có chiến thuật của ảnh là khi con cá voi con mà nó chuẩn bị hết oxy, chuẩn bị trồi lên là mấy ảnh đè lên đầu nó cho trồi không được. Hết con này đè tới con khác đè, chút con kia con nó trồi lên không được, nó hết oxy nó chết là mấy ảnh thịt thôi. Thế là kế hoạch thành công. Hay không? Hay chứ không hay. Loài cá mà nó có chiến thuật hãm hại nhau quá. Cũng cùng là cá, cũng cùng là đồng loại, là cá voi với nhau, nhưng mà nó chỉ khác dùng miền thôi. Hai mẹ con này từ miền Bắc đi xuống miền Nam mà đi ngang qua miền Trung, bị cái khu vực đó chặn lại quất mất. Chơi kiểu đó mệt nha.
chuyện tưởng chừng nó chỉ xảy ra với loài vật, nhưng hỏi thiệt nhau, loài người chúng ta có chèn ép nhau, đè đầu cởi cảo cổ nhau mà sống không? Có chứ. Nhiều nữa là khác. Không phải chỉ là người ngoài, không phải chỉ là người không quen biết, kể cả anh chị em trong nhà có lúc cũng đè đầu cởi cổ nhau mà sống kia mà. Hỏi thiệt hồi đó giờ các vị có đè đầu cởi cổ ai chưa? Có ăn hiếp ai chưa? Thiệt không? Thiệt nghe. Giá như trước đây á, mình chưa học Phật, mình có bắt nạp người khác, có đè đầu cởi cổ người khác, thì cái lúc đó mình chưa hiểu gì về Phật Pháp, mình sống nó có chút lỗi, mình sống sai. Nhưng bây giờ mình hổ thẹn, mình sám hối, mình ăn năn cái lỗi đó. Và bây giờ là Phật tử học được Phật Pháp rồi, tuyệt đối mình không được bắt nạp người khác, không được chèn ép người khác. Mà có thì chúng ta phải vận dụng khả năng của mình để nâng đỡ người khác, giúp đỡ người khác. Nhớ như vậy nha. Không học được đạo lý của nhà Phật, sống lỗi sống sai là mình đè người ta xuống. Còn bây giờ mình đã học Phật rồi thì mình tìm cách nâng người ta lên. Nâng người ta lên, cái gần nhất là nâng trong đời sống, giúp đỡ được người cái gì thì giúp. Trong công việc thì luôn tạo mọi điều kiện để cho người đó có công việc ổn định, làm cho công việc người đó ngày càng thăng tiến. Còn ở mặt khác, mình luôn tìm cách để đưa họ về với Phật Pháp, để nâng cao đời sống phẩm chất, giá trị đạo đức của họ lên nhờ những lời Phật dạy. Đó là tinh thần của người Phật tử. Vì vậy cho nên các vị nhớ, đừng có đè người ta. Mình nghe câu chuyện mình thấy 10 con cá voi kia nó sống bầy đàn, nó ác quá đúng không? Nó tìm cách để tách ly mẹ con, nó tìm cách để hãm hại đồng loại. Nhưng nếu mình không khéo, mình cũng dễ dướng vào trường hợp. Ở chùa thì ăn ở trong chùa không đâu biết chuyện ở ngoài nó làm sao, cuộc sống như thế nào. Nhưng lâu lâu mà Phật tử về chùa đó, cái Phật tử nói: thầy ơi, con thấy ở trong chùa mình nó yên ổn, thấy nó thanh tịnh, con muốn mọi thứ được ổn định, xin về chùa sau này có cơ hội đi xuất gia để giải thoát. Chứ cuộc sống bên ngoài nó mệt lắm. Hỏi sao mệt? Ăn nhiều quá mệt, ngủ nhiều quá mệt hả con? Không có thầy. Ở đâu cũng có người ghét, ở đâu cũng có người tìm cách để phá mình, ở đâu cũng có người tìm cách để hãm hại mình. Cái đó đủ nói lên tinh thần, đủ nói lên cái sự việc mà chúng ta thấy hình ảnh của loài cá nó phản ánh lên tất cả mọi thứ của con người. Tồn tại và bắt nạt kẻ khác nó có mặt ở khắp tất cả mọi nơi. Sự sống của mình được đặt trên sự chết của kẻ khác. Sự thành công của mình được đặt trên sự thất bại của kẻ khác. Sự vinh quang của mình được đặt trên sự tổn thương đau khổ của kẻ khác. Thì những cái được đó không có gì đáng để ca ngợi, không có gì đáng để vinh danh, không có gì đáng để lưu vào sử sách. Bởi suy cho cùng, những cái chúng ta được nhưng chúng ta đánh mất đi một thứ, đó chính là đạo đức tình người. Được là được vật chất, được là được danh lợi, được là được thỏa mãn nhu cầu, được là được thỏa mãn lòng dục vọng, nhưng đánh mất đạo đức. Chúng ta có thể mất tất cả những thứ kia nhưng phải được đạo đức. Được đạo đức tức là được lòng người, mà được lòng người thì tức là được chư Phật và Thánh Hiền thương các ngài quan hỷ.
Ok. Nói như vậy mà không ok là không được đâu nha. Không ok là có chuyện ngay thôi. Mình kể đại chúng nghe một câu chuyện về động vật nữa rồi mình nghĩ. Mình chia tay với nhau tại đây. Các vị ở quê, các vị ra đồng mà các vị bắt một con cua, các vị bỏ vào trong cái rổ hay cái thao á, không để ý là tí con cua nó bò đi mất, đúng không ạ? Nhưng mà ra chợ rồi thấy có những cô, những chị, những bà mà ngồi bán cua đó, cua đồng á, cua biển đó, giá như mình không cột nó ha, mình bỏ trong cái rổ cái thao, nó thấp thôi nhưng không con nào bò ra được hết. Bỏ một con ở trong cái rổ, trong cái thao là tí nó bò ra được, mà bỏ cả mớ con, hàng trăm con thì không con nào bò ra được. Chúng ta nghĩ là nếu như bỏ một con thì khó bò ra, còn nhiều con thì nó nâng nhau bò ra, đúng không? Nhưng không phải như vậy. Cái con cua mà nó thấy con nào bò lên cao là nó đưa cái que lên, nó khiều xuống. Nó lạ vậy. Cái con kia mà nó ầm ở dưới này mà thấy con kia chuẩn bị bò ra khỏi cái rổ để chạy trốn là nó thò que lên khiều xuống. Cái bên kia thì bò lên cũng khiều xuống. Cho nên con nào mà chuẩn bị bò lên để thoát ra khỏi cái rổ thì đều bị khiều xuống. Kéo xuống để làm gì? Mày phải cùng chung số phận với tao. Cho nên mình đừng có giống con cua. Mình là con người mà, không giống con cua được. Ai ở dưới thấp hơn mình nâng cho họ ngang bằng mình, hoặc nâng cho họ cao hơn mình. Đó là cao thượng. Nâng bằng mình, đó là nhân nghĩa đạo đức. Nâng cao hơn mình, đó là tấm lòng và trái tim của vị Bồ Tát. Cho nên phàm hay thánh xét ở chỗ này biết. Có một người luôn muốn đè kẻ khác xuống để mình bước lên cao. Phàm phu, ác nhân, đầy tội lỗi. Có người luôn muốn nâng người khác lên bằng mình hoặc cao hơn mình, là Bồ Tát, là thánh nhân, đầy yêu thương. Học cái này đi, học cái này đi. Chứ đừng có thấy người ta trèo lên cao hơn mình, giàu hơn mình chút, có danh tiếng hơn mình chút, làm được nhiều việc tốt hơn mình chút, nên mình tìm cách mình xỉ vả, mình vu khống, mình chửi bới. Đó là hành động của con cua đang đưa cái que lên móc người khác xuống. Nhưng mà con cua là nó móc được, chứ còn con người mình nên nhớ là có điều thế này. Cái người mà họ sống tốt á, chúng ta cứ dèm pha, chúng ta chửi bới họ, cuộc sống họ vẫn phát triển, vẫn tốt bình thường. Nhưng mà đời sống của chúng ta là bị tụt dốc. Vì sao? Bởi vì thông thường á, mình không ghét người đó, họ phát triển thì mình cũng bình thường, việc của mình lo. Còn mình ghét cái mình thấy họ phát triển, cái mình ngồi, cái mình tìm mưu tính kế, cái mình đi dành thời gian đi hết đầu trên xuống dưới để nói xấu, đâu có lo làm ăn, không để tâm làm ăn, nghèo khổ. Cho nên nếu mà có ngày mà các vị cứ thấy bà này mà chiên đi đầu trên xuống dưới nói xấu, mình biết bà đó nghèo á, có làm ăn gì đâu. Để thời gian cứ đi chửi bới, đi nói xấu người ta không mà giàu, có nổi gì mà giàu, đúng không ạ? Cho nên ở đây tóm lại trong câu chuyện này, để mình nói với các vị hai điều thôi. Hai điều. Thứ nhất là phải nhìn nhận lại bản thân mình để thấy những gì sai thì cố gắng chừa bỏ, những gì đúng cố gắng phát huy làm cho tốt. Thứ hai, hãy lấy lòng bao dung đối với tất cả mọi người. Với những người có những điều sai phạm, hãy bao dung, hãy đến gần bên họ để khuyên bảo, để nhắc nhở, tìm cách để cho họ thấy được cái sai, để họ khắc phục. Đơn giản vậy thôi, không cần gì nhiều. Là người Phật tử, các vị phải nhớ Đức Phật dạy, đừng nhìn vào lỗi lầm của người khác, mà hãy quay lại nhìn chính bản thân mình, coi mình đã làm được gì và chưa làm được gì.
Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử đã ngồi lắng nghe.